Data roaming cho cổ động viên Việt Nam sang Philippines. Cụ thể, VinaPhone sẽ miễn phí toàn bộ cước data roaming cho thuê bao VinaPhone trả trước, trả sau sử dụng cước M0, không đăng ký gói, miễn cước data roaming cho thuê bao sử dụng gói cước theo lưu lượng data phát sinh trong ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 12 năm 2019. Chéo ngược chương trình ưu đãi data roaming này chính là sự cổ vũ mạnh mẽ của VNPT nói chung và VinaPhone nói riêng dành cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam cũng như đoàn thể thao nước nhà đang cống hiến hết mình để vinh danh tổ quốc tại SEA Games 30, đồng thời cho thấy thuê bao Vinaphone luôn được chăm sóc ngay cả bên ngoài biên giới Việt Nam.